đúng không ba? Chỗ cái cầu đó đường Nguyễn Huệ đó. Còn cái nhà mà đang đang xây gian dở đó là cái tòa nhà của hải quan bây giờ. Bây giờ ta dẹp rồi mà. Ta đang sửa. Dạ. Ta đang sửa. Ta đâu thấy đâu. Chỗ cái tòa nhà hải quan đó, ngay chỗ đầu đường Nguyễn Huệ đó là cái tòa nhà đó đó. Ta đâu thấy đâu. Con đi ngang đi con thấy liền. Hả? Cái đó là bệnh viện Nguyễn Trãi bây giờ đó. Hồi xưa nó là cái giống như cái chùa vậy đó. Hồi xưa là cái bệnh viện của người Phúc Kiến. Hả? À, đường Võ Văn Kiệt bây giờ. Hồi xưa là cái trụ sở quan thuế gần cột cờ Thu Ngữ. Rồi bây giờ là nó gần chỗ cái gần gần chỗ đây đúng không ạ? Chứng khoán đó, ừ, gần Thủ Thiêm. Chỗ Bến Thành đâu á? Ừ. Coi coi nhà thờ Đức Bà chỗ nào đâu. 5.880. Ừ. Con thấy cái sông chỗ đường Nguyễn Huệ bây giờ không? Thấy cái sông không? Không phải cái rạch á. Cái rạch chỗ đường Nguyễn Huệ, giờ tìm đường Nguyễn Huệ coi. Không phải cái đó đâu. Chỗ ủy ban thành phố đó. Ừ, chỗ đó đó, đúng rồi. Coi cầu không? Thấy cầu không? Có mấy cây cầu bắc qua? Ba cây. Ba cây cầu hả? À? Quá tính ngồi ở trong mà sao con thấy không có thấy cái cầu mà đi bộ xanh chỗ này à? Cầu cầu móng hả? Cầu móng mua bên bên này, cầu móng ở trên con rạch á. Con coi rạch coi, cái này con rạch nè, con sông, nó thấy con sông không? Nó liền móng cầu móng bên này thuốc rồi. Cái góc này góc người ta, cái này ba không biết nó vẽ, người ta vẽ hay người ta chụp, nó coi cái người ta vẽ. Vẽ hả? Người ta vẽ theo cái góc của phối cảnh hả? Sài Gòn ngày xưa nó cái này năm 1881. Cái này là cái gì vậy? Bà vậy chứ chỗ này là cái gì vậy? Hả? Chỗ này là gì? Đúng rồi, Vinodrome á. Chưa, lúc này là chưa là chưa gọi là Vinodrome. Chưa. Tao đưa ba đeo luôn cho. Đeo luôn hai cái luôn nha. Cái tòa nhà hiện nay là nó bị mất rồi, là nó vẫn còn. Tòa nhà đó hả? Con nghĩ cái tòa nhà gì? Còn, tòa nhà nó còn. Tòa nhà nó ngay góc đường nó còn. Đường Nam Kỳ cái nghĩa phải không? Hồi xưa nó là à, thấy không? Đầm lầy không, thấy không? Ý cái đầm cánh đồng đồng lúa không á, cái đô thị nữa, đô thị tới đó là hết rồi. Đầm lầy chưa kể đầm lầy nữa nha. Thì cái cá sấu, cái mầm, cái heo, cá sấu, cái heo, cái dồi, bờ biển nữa. Hả? Đường Nguyễn Huệ đây đúng không ba? Đường Nguyễn Huệ lúc đó là con sông. Nó là con kênh chứ không phải là chưa có đường, nó có cầu bắc ngang nó, thấy không? Có hàm nghi sao ba? Có cái hàm nghi chỗ nào? Hàm nghi song song đó, song song với Nguyễn Huệ đó, hồi xưa nó, hồi trước đó nó cũng là con rạch luôn.
gì á. À, cái tháp này là tháp gì ạ? Đâu? Tháp bưu điện. Tháp này nè. À, không phải hả? Chỗ hồn rùa đó. À, cái... chỗ hồn rùa đó, nhưng mà lúc đó là chưa phải là hồn rùa, nó cái tháp khác. Cái tháp đó trước khi xây hồn rùa. Tháp đó người Pháp làm á. Giờ cái cũng đâu có còn đâu. Hả? Thì không còn, tao phá rồi. Tao phá xây hồn rùa đó. Chỗ cái tháp nước, chỗ cái công ty nước á. Có sách cổ không? Có sách cổ đâu ba, ở cái này là ba. Con cháu con cười nó khoái cầu quá, cái nó lại nó đi dựng lên người con luôn á. Dạ. Con cháu con cười nãy á. Về nhà nhớ tắm nha. Hay bỏ đọt hay để anh học đèn luôn á. Bé có quay lại không? Có. Làm chắc lúc đó đứng hình luôn. Đúng rồi. Lúc đó đứng hình luôn. Gì vậy? Nãy tao nghe